tóc từng vùng, rụng tóc từng mảng được cho là nỗi ám ảnh của nhiều người ở mọi lứa tuổi. Nhiều khi rụng tóc thường biểu hiện cho những bệnh lý nguy hiểm. Rụng tóc từng mảng gây ra do sự bất thường trong hệ thống miễn dịch. Rụng tóc từng mảng là một bệnh da mắc phải mà có thể ảnh hưởng đến tất cả các vùng da có lông và tóc. Đặc điểm của bệnh này là khu trú thành những vùng rụng tóc không để lại sẹo. Rụng tóc từng mảng đôi khi kết hợp với các tình trạng y khoa bên ngoài hoặc bên trong cơ thể. Thông thường tóc mọc lại tự nhiên ở các vùng đã bị rụng tóc. Nguyên nhân của rụng tóc từng mảng. Nguyên nhân đầu tiên có thể nhắc đến là do rối loạn hệ miễn dịch trong cơ thể. Các tế bào bạch cầu lầm tưởng nang tóc là kẻ thù nên tấn công, khiến chúng co lại, làm chậm quá trình chuyển hóa dưỡng chất và hậu quả là sợi tóc mới không mọc lên được hoặc nếu có thì cũng yếu và dễ bị rụng. Do vậy, tình trạng tóc bị rụng từng vùng thường xuất hiện cùng với các bệnh lý tự miễn khác như bệnh lupus, bệnh tuyến giáp, viêm khớp dạng thấp, bạch biến. Một nguyên nhân khác là đến từ yếu tố di truyền và gen. Nhiều bệnh nhân có tiền sử dụng tóc bẩm sinh hay gia đình có người mắc bệnh rối loạn tự miễn đều có nguy cơ cao bị rụng tóc kiểu này. Ở một số người mắc các bệnh về da liễu như viêm da đầu, nấm da đầu cũng có nguy cơ cao mắc phải tình trạng rụng tóc theo từng đám pellet. Ở những trường hợp này, chỉ cần chữa khỏi các bệnh về da liễu thì tình trạng rụng tóc cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Mất cân bằng thần kinh nội tiết cũng có thể là nguồn gốc của bệnh lý này. Phụ nữ thường gặp tình trạng rụng tóc một mảng do nguyên nhân này nhiều hơn cánh mày râu. Do ảnh hưởng của rối loạn nội tiết tố khi bước vào giai đoạn dùng thuốc ngừa thai, tiền mãn kinh mà chu kỳ phát triển của tóc bị giảm sút, nang tóc bị teo lại, tế bào mầm tóc suy yếu gây rụng tóc. Bài viết rụng tóc do rối loạn nội tiết tố sẽ tiết lộ thêm nhiều thông tin hay cho bạn. Các sợi tóc mảnh hơn tiếp tục mọc lên ngày càng nhiều, những sợi tóc khỏe, cứng ngày càng giảm. Y học gọi là chứng rụng tóc do nam tính hóa, mà về lâu dài sẽ gây hiện tượng thừa tóc cả đầu. Các triệu chứng phổ biến của rụng tóc từng mảng. Rụng tóc không đều, bắt đầu xuất hiện một hoặc nhiều đốm mịn có kích thước bằng đồng xu nhỏ và tròn, nơi có tóc trước đây. Lúc đầu, bạn có thể nhận thấy tóc rụng trên gối hoặc trong phòng tắm. Rụng tóc xảy ra chủ yếu trên da đầu nhưng nó có thể xảy ra với lông mày, lông mi, râu, bất kỳ vùng da nào có lông hoặc tóc. Các mảng rụng sẽ khác nhau về kích thước. Lông tóc hình dấu chấm than, thường có một vài sợi lông ngắn bên trong hoặc rìa mảng mất tóc. Những sợi lông thu nhỏ ở phần dưới trông giống như một dấu chấm than. Rụng tóc lan rộng, với thời gian, một số bệnh nhân sẽ bị hói. Một số người bị rụng tất cả lông trên cơ thể nhưng các trường hợp này không phổ biến. Mảng rụng tóc lớn ở mặt sau của da đầu cũng hiếm gặp. Các vấn đề về móng, rụng tóc từng mảng có thể ảnh hưởng đến móng tay và móng chân của bạn. Móng tay có thể có các vết lõm nhỏ rỗ. Chúng cũng có thể có đốm trắng hoặc đường kẻ. Móng thô, mất độ bóng hoặc trở nên mỏng và trẻ đôi. Hiếm khi các móng thay đổi hình dạng hoặc rụng đi. Đôi khi, những thay đổi ở móng là dấu hiệu đầu tiên của rụng tóc từng mảng. Cách điều trị rụng tóc từng vùng. Bạn có thể gặp các triệu chứng khác không được đề cập. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các dấu hiệu bệnh, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Do tóc thường mọc trở lại trong vòng 1 năm, bạn có thể quyết định không cần điều trị cho tình trạng này. Nếu chọn cách không điều trị và chờ cho tóc mọc trở lại, bạn có thể cần đến tóc giả. Đội tóc giả bằng cách khâu hoặc vện tóc giả dài vào tóc hiện có, không được khuyến khích vì nó có thể gây rụng tóc vĩnh viễn. Sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc và kỹ thuật tạo kiểu nhất định. Sản phẩm chăm sóc tóc hoặc uốn tóc có thể làm cho tóc nhìn dày hơn. Thuốc nhuộm có thể được sử dụng để nhuộm da đầu. Nhưng uốn tóc hoặc sử dụng thuốc nhuộm quá nhiều có thể dẫn đến rụng tóc nhiều hơn nữa. Điều trị phổ biến nhất dành cho rụng tóc từng mảng là tiêm corticoid vào da đầu hoặc da, khoảng 1 cm, mỗi 4 đến 6 tuần. Trẻ em và một số người lớn có thể được bôi corticosteroid lên chỗ da bị ảnh hưởng. Minoxidil có thể được sử dụng cùng với corticoid dùng tại chỗ. Anthraline là một thuốc mỡ có thể giúp tóc mọc trở lại. Nó trông giống như hắc ín, có thể gây kích ứng da và để lại vết trên da. Vì vậy, anthraline chỉ dùng để bôi lên các mảng da đầu bị rụng tóc trong một thời gian ngắn và sau đó được rửa sạch. Có thể mất hơn 2 tháng để tóc mới mọc trở lại. Liệu pháp miễn dịch tiếp xúc gây ra phản ứng dị ứng trên da đầu có thể giúp làm mọc tóc. Một loại thuốc được bôi lên da đầu mỗi tuần một lần. Thuốc này kích thích da đầu, làm da đỏ và có vảy. Tóc có thể mọc trong vòng 3 tháng sau khi bắt đầu điều trị. Tác dụng phụ của liệu pháp miễn dịch tiếp xúc bao gồm phát ban nặng, viêm da tiếp xúc và các hạch bạch huyết sưng to, đặc biệt ở cổ.